Xin chào quý vị, hiện tại là Bằng đang ở trong 17 dặm đường tình quý vị ở Monterey Park, và đây là cái The Blonde Cyrus ở dặm thứ 12 của 17 dặm. Có nghĩa là từ nãy giờ là chúng tôi đã đi theo cái đường này nè, 17 dặm đường tình từ hướng này đi lên đã tới 12 dặm rồi, và tới với cái chỗ này, đây là The Blonde Cyrus. Đây là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất trong 17 dặm đường tình quý vị, nên là Bằng quyết định là sẽ cho khách tham quan từ cái điểm dặm thứ 12 trở đi, có nghĩa là tham quan chính 5 dặm thôi. Còn 12 dặm lúc nãy là chúng tôi chỉ ngồi trên xe để ngắm những cái ngôi nhà nằm cạnh trên bãi biển ở trên 17 dặm đường tình thôi. Chứ từ cái dặm thứ 12 thì chúng tôi sẽ bắt đầu ngừng mỗi điểm một nơi để cho khách của Bằng có thể tham quan và chụp ảnh với những cái điểm nổi tiếng ở trên 17 dặm đường tình này. Bây giờ là Bằng sẽ đưa quý vị để đi qua để tham quan cái The Blonde Cyrus quý vị, là nằm phía bên kia quý vị. Bên kia đường á. Và bây giờ thì Bằng sẽ cho quý vị coi một cái nhìn bao quát của cái The Blonde Cyrus nha. Có rất là nhiều xe đang ở đây, bởi vì đây là cái điểm rất là nổi tiếng trong 17 dặm đường tình mà. Thì quý vị, đó, có rất là nhiều người đang đứng đây quý vị theo. Rất là đông luôn quý vị. Và ở đây phía trước của chúng ta đó chính là The Blonde Cyrus quý vị. Đó, một cái cây nằm ở ngoài cái mỏm đá một mình nó đó. Đó, rất là đẹp nha quý vị. Và rất là may mắn là từ hồi sáng giờ chúng tôi đi là mưa, nhưng bây giờ chúng tôi vừa ngừng chân bước xuống thì trời rất là nắng luôn quý vị. Và cái nắng này là nắng đã gần 3 giờ chiều rồi, nên là nắng này nó rất là dịu rồi. Giới thiệu quý vị, đây là nhiếp ảnh gia Vũ Toàn, còn đây là anh họa sĩ của Việt Nam mình, anh Chế Công Lộc. Quá đẹp hả chú? Quá đẹp. Quá đẹp. Bây giờ mình đi xuống dưới, mình đi gần cái cây đi chú. Ha. Anh Lộc đi, anh Lộc ơi. Khách của Bằng thì đã xuống dưới hết rồi. Đó, mọi người đang đứng ở dưới đó quý vị. Không biết quý vị có thấy không? Đó, ở dưới nó có một cái làm một cái sàn như cái sàn vậy đó cho du khách có thể đứng để chụp ảnh với cái cây này. Vé để mình vào cổng của cái 17 dặm đường tình là 10 đô 75 sen, 10 đô 75 sen để mình đi 17 dặm đường tình thì nó cũng không có gì là mắc cả, rất là xứng đáng quý vị. Đây là có một cái hệ thống cầu bằng gỗ quý vị, có tay vịn luôn để cho mình đi nó an toàn á. Nhưng mà bây giờ đang là mùa đông nên là cái tay vịn này nó bằng sắt á, rất là lạnh luôn á. Có rất là nhiều cái cây, hay là cái loại cây lon. Lon bay quý vị. Cái gỗ này là dùng để làm nhà đúng không chú? Wow, cái mỏm đá này đẹp quá. Oh. Đẹp quá quý vị ơi. Yeah. Rất tuyệt vời. Oh, nó bị ngược nắng ha chú Toàn. Nó bị ngược nắng, chụp có vẻ nó sẽ tối á. Ở đây ngược nắng, để Bằng qua đây là Bằng sẽ quay ngược lại để cho quý vị thấy cho nó rõ nè. Đây quý vị, đó. Wow, góc quá đẹp luôn á chú ơi. Yeah. Wow, có rất là nhiều người họ ký tên, họ ghi cái gì lên trên đây quý vị. Cái này là không có nên nha quý vị, mình không nên làm như vậy. Đây, quá đẹp. Beautiful. Oh. Đây là cái góc mà mình có thể nhìn cái cây The Blonde Cyrus gần nhất quý vị. Rất đẹp. Mình nghĩ là chắc không có đường để mình đi ra đâu. Chắc không có đường để đi ra đâu ha chú, tới đây là hết rồi, không ra được rồi. Không ra được. Dạ, không cho ra nữa đâu. Ướt quá. Hai bạn này là ở Việt Nam sang quý vị. Đó, khách của Bằng á, từ Việt Nam sang đi du lịch với Bằng. Nên là quý vị nào mình đang ở Việt Nam mà muốn sang Mỹ du lịch thì cứ liên lạc Bằng nha. Bằng là lo luôn vụ visa du lịch cho quý vị luôn. Yeah.
Đây, có rất là nhiều du khách đang ở đây nè. Say hi. 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 Bây giờ là mình phải đưa mình vô trong cái khung hình với cái cây này quý vị. Đó, quá đẹp. Tuyệt vời. Yeah, tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, tuyệt vời. Cái tài á. Ừ. Cái là cái tài nó để lên cái ốc kính thôi. Nó bị bây giờ quá thì nó làm tối mặt. Tối mặt. Quá đẹp, quá đẹp. Tối mặt. Bây giờ anh làm lại, anh đứng lên lại để tôi nghe tôi đổ qua cái bụng thôi. Trùng hổ không à? Đâu anh? Đó sợi trùng hổ á. Trùng á. Đó giống như ống nước nha, trùng á. Bay trùng như trùng. Nghĩ chứ gì? Ủa trùng hết, trùng hổ. Riêu rong gì chứ trùng. Trùng á. Sao rồi chuyến đi này xong về anh có làm cái tác phẩm với cái The Lone Spice Cypress này không? Ồ, phải làm chứ, quá đẹp, cảnh này quá đẹp. Là mình nhất là đi với tour du lịch của Bằng Võ này số 1. Yeah. Rất là cảm ơn đi nhiều cái chỗ nơi, biết nhiều nơi đẹp quá. Quý vị coi như là nên nên liên lạc với anh Bằng, coi như là mình không phải quảng cáo nhưng mà cứ đi thử đi rồi sẽ sau này sẽ tìm ảnh dài. Oh yeah. Dạ, cảm ơn anh. Coi như là người nhà thật lòng mà nói vậy, rất là tuyệt vời đẹp. Yeah. Cảm ơn anh. Mọi người nên có những cái chuyến như vậy nó có sẽ hữu ích. Yeah. Cảm ơn anh. Chúc anh về sẽ có một tác phẩm với cái cây Lone Cypress nha. À, yeah. Rồi, quá đẹp. Cây này là rất là quý hiếm, khó có dịp nào để gặp lại nó. Nếu mà không có bạn bỏ đi là không thể nào mà tìm được cái cây này. Cây yeah. này nó có nhiều ý nghĩa, mà nó phải nói là nơi du lịch này là có 102 của Cali mà cả toàn nước Mỹ luôn. Nói yeah. chung là thế giới cũng hơi hiếm. Yeah. Thôi coi như là chúc quý vị sẽ gặp sớm, anh gặp anh Bằng sẽ hướng dẫn được có nhiều cái thú vị hơn, coi như là để có những cái chuyến ngoạn mục đẹp hơn trong cuộc đời. Yeah, cảm ơn anh. Nhiếp ảnh gia Vũ Toàn đang vừa chụp vừa nói cái gì đó quý vị. Bằng đang đi lại gần coi chú nói gì. Sao vậy chú? Hai cháu. Dạ. Chú mới nói gì cái cây này đẹp quá hả chú? Ờ, cây không, cái cảnh này đánh sáng bây giờ, cái điều kiện ánh sáng bây giờ đang đẹp chưa? Dạ. Đó là cái điều kiện ánh sáng từ bên kia nó chiếu xuống này. Dạ. À, cây bóng cây đen này với là cái ánh sáng mặt trời cái kia rất là đẹp. Dạ. Ô, nhìn giống như là nắng nó đang đổ xuống biển hả chú? Đây là một tác phẩm đó. Dạ. Quá đẹp. Đây là đang tác phẩm, đây là yeah. tác phẩm đẹp. Dạ. Yeah. Ok, thôi chú tranh thủ lưu giữ lại nha. Ok, ok. Dạ. Yeah. Xin chào quý vị. Đây là điểm thứ hai bằng ngừng ở trong 17 dặm đường tình quý vị. Đây là cái dặm thứ 13. Có tên là cây ma quý vị. Đây. Những cây ma, đây là vườn cây ma quý vị. Số 13 quý vị. Con số định mệnh ha, gắn liền với một cái vườn cây ma quý vị. Thì ở đây nó rộng hơn cái điểm số 12 của mình lúc nãy rất là nhiều. Ở đây thì nó có một cái mỏm đá đưa ra và nó rất là rộng quý vị. Đây là bên trái của cái điểm số 13 này, có một cái mỏm đá đưa ra đó. Và phía bên tay phải á là nó có một cái vườn cây nhưng mà nó bị không có lá quý vị, những cái cây không thôi. Mà không biết là nó còn sống hay đã chết, nhưng mà nó không có lá nha quý vị. Nhưng mà đang có rất là nhiều du khách ở đây. Và nãy giờ thì Bằng cũng đi tìm coi có một cái bảng thông tin nào về cái vườn cây ma này là cái gì hay không, thì Bằng cũng không thấy luôn quý vị. Không thấy họ để một cái bảng thông tin nào hết. Ồ, đây. Ồ, họ
chỉ nói cho mình biết là chỗ này là có những cái cơn sóng lớn thôi. Cao tới 50 feet. Những con sóng gì mà cao tới 50 feet dữ vậy ta. Mặt trời đã chuẩn bị lặn rồi quý vị. Đây. Và phía bên tay phải của cái điểm số 13 này á là nó có một cái khu rừng. Cây ở đây nó không có lá quý vị. Nó bị chết rồi. Đây nữa vị, bây giờ bằng sẽ qua quay cho vị xem. Đây có một cái cây đứng trơ trọi, không có lá.